Rồi Nhân xin chào cả nhà mình nha. Đấy, bây giờ thì Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình. Đó, Miên Đức có cái view suối cực kỳ đẹp. À, phía bên phải á, là miếng đất của mình. Rồi bên trái á, là cái suối của nhà mình luôn nha cô chú anh chị. À, Nhân xin chào cô chú anh chị mình nha. Hiện tại thì hôm nay thì Nhân đang có mặt tại là xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Và lại là Nhân đây. Hôm nay thì cái điều đặc biệt hôm nay là Nhân gửi cho cô chú anh chị mình là xem một con suối. Suối rất cực kỳ đẹp luôn. Đây, nó bao hết đất của mình. Đất mình là hai mặt tiền, một cái đường thẳng đây nè, là đất mình bên đây. Đó, rồi cái phía bên đây đó, đây là một con đường, đây là đường đất thôi. Rồi chạy thẳng ra gặp ngã ba đó là con đường bê tông, là có nghĩa là đất mình hai mặt tiền, một mặt tiền bê tông á là khoảng hơn 100 m. Rồi cái mặt đường đất này là cũng là hơn 170 m. Đó, tính ra cái này là 1 mẫu 7. Đây, có cái cầu rất là thiệt luôn. Đây, của mình là ranh giới của mình là từ cái cầu này nè. Đó, cái cầu mình chạy dài xuống đây. Đây, mình sẽ đi cập sơ sơ một tí bờ suối rồi cho cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại đất trên đây thì thật sự là đất của mình đất trống, đất trắng. Nhưng mà được cái là mình về, mình có dòng suối nè. Suối này là suối quanh năm. Thì mình cũng có thể là cải tạo. Đó, rồi mình có thể là làm những cái gì mà theo ý của mình. Quá tuyệt vời, phải không cô chú anh chị mình? Quá đã. Nước suối thì đông queo luôn, quá mát. Đấy, đó cái cầu này là cái cầu của dân đi liên thông vô mấy cái xung quanh đây. Đó, một tí thì Nhân sẽ gửi cho cô chú anh chị mình xem vị trí đất mình trên Đồng Nai Lít. Quá tuyệt phải không? Thật sự thì suối mình đẹp quá. Thật sự đất thì mình cũng không có gì để quay hết, tại vì nó đất trắng. Rồi, mình tạm thời thì mình đi tới đây thôi. Tại vì đó, đất mình nó dễ hình dung rồi. Quá tuyệt. Đây, cái mặt tiền bê tông mình là từ đây nè. Từ đây thì mình nhắm thẳng vô khoảng hơn 100 m là gặp suối. Đó, rồi mặt tiền bê tông mình đây tính ra là khoảng gần 20 m mặt bê tông. Rồi tính ra còn cái kia là hơn 200 m mặt đường đường đá mi. Rồi từ vị trí đất mình á, mình chạy khoảng hơn 500 m là mình theo đường bê tông á, là mình sẽ gặp một con đường nhựa lớn. Đấy, quẹo phải của mình á là ra quốc lộ 20.
Rồi quẹo trái của mình á thì ở đây nè, đi vô khu du lịch Nam Cát Tiên đó. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ chạy bên đây thì có thu mua nông sản nha. Đó, đây là nông sản A Tăng đó. Rồi bây giờ Nhân cứ chạy tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem dân cư hai bên đường. Rồi mình chạy khoảng tiếp tục gần một cây số nha, thì mình sẽ gặp một cái chợ đó, gọi là khu dân cư chợ Phú Tân. Đây cô chú anh chị mình thấy đó, xung quanh đây buôn bán rất là tấp nập. Bên phải là chợ nè, rồi bên trái nè đó, cửa hàng buôn bán thực phẩm ăn uống. Nói chung là khu này rất là sầm uất đó. Anh đây, bên đây là chợ nha. Quầy thuốc. Rồi bên phải của mình á thì đây là trạm y tế là xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai. Rồi kế bên đó nữa thì có là trường mầm non Hoa Cúc. Rồi mình chạy thẳng thêm một tí nữa thì mình sẽ gặp những quán ăn, cửa hàng đây, khu dân cư luôn là đông đúc luôn cho cô chú anh chị mình. Rồi chạy thêm một tí nữa thì mình sẽ thấy là cây xăng đây rất là đầy đủ. Rồi từ vị trí đất mình đây nè thì mình chạy thêm khoảng 5 cây nữa thì mình sẽ ra tới quốc lộ 20. Đi đến Đà Lạt thì khoảng 200 cây, đi về Sài Gòn thì khoảng hơn 100 cây. Ơi chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư đây. Thì nãy giờ là bạn Nhân có quay cho cả nhà xem một cái miếng đất ở Đồng Nai, một cái view suối rất là đẹp ha. Bây giờ mình cho mọi người xem cái sổ của miếng đất này. Thì miếng đất này nó cũng tổng cộng là 4 thửa trong một cái sổ hồng. Đó, thì 4 thửa này thì đây. Đó, diện tích nè. À, thì nó có đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và có một ít đất lúa ha, có khoảng hơn 900 mét vuông đất lúa đó. Thì tổng cộng 4 thửa này nhập lại á, thì là được khoảng 17.000 mét vuông, tức là được 1 mẫu 7 mọi người ha, 1 mẫu 7 à, đây thì nhìn trên toàn bộ đất mình là 4 thửa nhập lại nè, 3 thửa nhỏ trong một thửa với thửa lớn nè. Thì đây cái đất mình đây ha. Thì nhìn chung thì đất mình thì nó cũng khá là tròn chỉnh, khá là đẹp ha. Hình dáng này thì cũng ok đó, tại đất mẫu mà hình dáng nó không có bị cong quẹo quá là đẹp rồi. Đó, thì lúc đầu mình quay đứng ngay cầu nè, đây là cầu mọi người. Đó, thì ranh giới mình ngay cầu này luôn. Đó, nhưng mà cầu này thì một mặt ha, một mặt là giáp viên suối lớn ha, suối này lớn mọi người thấy không, nhìn trên cái bản đồ hoạch mình thấy suối rất là lớn nha. Đó. Rồi một mặt là giáp suối nè, rồi một mặt là giáp đường ha. Tính ra cái đất mình á nó hơn 200 mét mặt tiền đường nha mọi người nè. Đó, đường thể hiện rõ trên cái quy hoạch của Đồng Nai nè. Thì trong hơn 200 mét đường này á thì có được đây, có được mình có được dạng như hai mặt tiền vậy đó, thì mình được 20 mét mặt tiền đường bê tông nè, với lại khoảng 200 mét mặt tiền đất nè. Đó, đất mình dạng như hai mặt tiền ha, một mặt tiền đất và một mặt tiền đường bê tông. Thì cái mặt tiền bê tông thì nó ít, nó chỉ có hơn 20 mét thôi à. Đó, tiếp giáp với đường bê tông nè, đi đường bê tông này đi ra khoảng chừng 500 mét là sẽ tới đường nhựa ở khu dân cư đông đúc nha. Đó, thì nói chung đất này đẹp rồi, sổ sách thì ok, mua anh chị nào mua thì mình ra công chứng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh chị cô chú mình xem thêm cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh cho anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Đây đất mình nằm ngay chấm đỏ này, đất mình thì nó sát với lại con đường Hương Lộ 120. Thì con đường Hương Lộ 120 này là con đường đâm thẳng ra quốc lộ 20 nha mọi người. Đó, tức là từ quốc lộ 20 đâm thẳng đường Hương Lộ này là tới đất. Đó, nó ngay sát với đường Hương Lộ luôn. Thì từ đất mình á thì đi ra quốc lộ 20 á là khoảng 6 cây số ha. Đây, cách trung tâm thị trấn Định Quán là khoảng 7 cây số. Đó,
thì anh chị cô chú mình có thể ra tới đây. Thì đây là gò Chợ Huyện ha, thì ở ngoài Chợ Huyện thì nó cực kỳ sầm uất luôn đó, không thiếu một thứ gì hết, không khác gì Sài Gòn luôn đó. Còn nếu mà vẫn đi chợ gọi là chợ xã, chợ lặt vặt hay trường học thì trong bán kính một cây số đất mình thì đủ hết cho mọi người đó. Nhưng mà muốn đi chợ lớn á, chợ huyện á, thì ra đây, thì đi ra tốc độ 20 này thì đi khoảng 120 cây số là tới thành phố Hồ Chí Minh. Còn đi ngược lại, hướng lại là đi khoảng 200 cây số là tới Đà Lạt đó. Thì chung vị trí này mình quay cũng khá nhiều đất rồi, cho nên là anh chị của chúng mình chắc cũng biết rồi ha đó. Rồi về đường đi thì dễ rồi ha, mà tại vì trên trục đường quốc lộ 20 đi qua tới đá Ba Chồng, quẹo vô đường Hương Lộ 120 là tới đất rồi. Cho nên là cái vị trí này mình nghĩ là chắc anh chị của chúng mình cũng đã dễ dàng dung rồi, tại vì đi Đà Lạt thì ai cũng không còn xa lạ gì cái đường quốc lộ 20 này đâu. Thì mình báo cái giá chủ hiện tại là chủ đang đưa ra cái giá là 230 triệu một sào. 230 triệu một sào, có chung là cũng có thương lượng giấy tờ không bất nhiều đó. Thì nếu mà tính ra 230 triệu một sào thì mình nhân cho một mẫu 7, tức là 17 sào á, thì nó đầm rơi vào tầm 3 tỷ 9 ha, hơn 3 tỷ 9 chút xíu đó. Thì mình thấy cái giá này thì nói chung là cũng tương đối hợp lý. Nếu mà nó mắc á thì cũng không mắc, mà nó rẻ cũng không rẻ, tại vì đất này thì hiện tại đất trống, đất trắng đó, chưa cái cây gì hết, chủ yếu là có con suối đẹp thôi, chứ lại mặt tiền đường nhiều đó. Thì nó sẽ mắc đối với những người mà thích tức là không thích suối, còn đối với những người mà thích suối thì sẽ hay rẻ, tại vì bây giờ đất những view suối đẹp như thế này á khó tìm lắm. Suối đẹp mà trong veo mà lại có mặt tiền đường rõ ràng, khu dân cư nữa, thì thật sự là thì mình thấy miếng này giá hợp lý. Trong dòng mà giá mà số tiền mà dưới 4 tỷ thì miếng đất này rất là tiềm năng ha, tại vì nó rộng tới 17.000 mét vuông mà. Với cái diện tích này thì tha hồ mà làm một cái khu trang trại sinh thái ha. Rồi thì anh chị của chúng mình quan tâm thì cứ alo cho mình ha, để có thể là đi xem đất cũng như là chủ mình thương lượng. Thì số điện thoại mình là 0933 230 243. Anh chị của chúng mình có thắc mắc gì cứ alo cho mình. Còn nếu như ai có nhu cầu mà muốn quay bán đất vườn hay nhà vườn thì cứ alo mình luôn ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Chào mọi người.